Xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Rất hân hạnh chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Phải nói vậy đó, anh em mới vui đúng không? Hôm nay mình sẽ làm một cái video Parkour lượm hòm tiếp tế để bắn zombie. Thôi rồi. Này rồi. Ơ thế đéo nó không có súng chính thì làm sao bắn nạp đạn vũ khí chính nhờ. Rồi lên bên kia. Mày nhảy xuống đi. Mấy mày nhảy xuống đi. Anh em mình nhìn nhau cái rồi. Mày nhìn tao à. Nhìn à. Ui, thôi nó không xuống. Mới nhảy xuống chỗ này các bạn lên. Ra cái hòm bây giờ. Chúng ta lắc con đa này. Ngu người nhỉ. Ôi. Mày không thấy tao. Ý. Lại nạp thêm đạn vũ khí chính à. Ôi rớt ngay con tơ nữa à. Đọc thế. Tổ cha tụi bay. Tụi bay ác lắm. Con này. Hình như là hòm tiếp tế nó không ủng hộ tôi bắn nha. Ô chém nó nhiều rồi nè. Không chết nè. Trời ơi. Đi tìm bò lạc coi. Thì ra thì làm video này cũng hơi khó một tí. Tại vì không có súng bắn. Nhảy thì mình nhảy cũng không tốt cho lắm. Nói chung mấy góc nhảy dễ mít lắm. Để parkour được map này thì các bạn phải có một kỹ năng parkour cực kỳ cao luôn chứ không phải gọi. Đó, thấy không? Nhảy vô đó rất là dễ mít. Thôi nhìn mày. Nhảy qua đây lại làm căng à. Nhảy lên. Chạy. Rồi. Hai em. Ôi. Không chết. Nhìn tao. Này thì nhìn tao. Ôi súng của tao. Ồ, cho súng nồng à. Súng nồng hết đạn à. Nhìn tao à. Chạy đâu chú em. Ôi không đùa. Nó kêu đồng đội đó rồi. Lùm hòm tiếp làm căng à. Bây giờ cũng có hàng bắn không. Một bé. Bây giờ xuống dưới cái lô. Ôi tôi còn trái bom à. Lên đây ăn bom đi. Đậu xanh. Mày không ăn bơ mà. Chết đi. Lại hết đạn. Ngu người. Ý. Sống một dáng rồi nha. Chỉ là mấy chú nó nhường thôi. Ai thấy. Về mặt ba cua map này thì hơi nguy hiểm một xíu. Tại vì góc ba cua rất là hẹp. Không có góc để parkour. Chứ lại địa hình rất là hiểm trở, dễ bị giết nữa. Hồi sinh thì chỉ có 3 chỗ thôi.
Zombie thì tụ tập cả đống trên đường locker này nữa. Nhảy qua đi. Trời ơi, tập đi. Cho ta đập đi. Ui. Ôi sao chúng nó đông thế? Ôi ha. What the fuck? Rồi, tiếp tục chơi nha. Nãy room kia có hack cho nên là mình qua net qua room này. Room chơi gì mà ý thức gì chứ? Lớn hết rồi, chơi hack làm gì? Mình nói thiệt, đôi khi là mình hồi đó mình cũng hack, mình cũng chế châu nhưng mà cái thời chế châu qua rồi. Đừng hack nữa Bly. Vì một cộng đồng game thủ trong sạch, anh em hãy chơi game một cách trong sạch đi. Rồi đi. Để phát ngay được RBK luôn. Nói với tôi. Dí tao mà được à. Mình nhào vô. Đùa marathon mày. Đùa marathon không? Ôi giời. Mày chết tao hai nhát mà được à? Chém tao mà được à? Á đâu? Thôi cho sống đi. Cái đồ quỷ sứ gì đâu á. Chơi mà dí á. Chơi gì là không vui rồi. Thấy tôi không có súng nữa không? Tôi nè. Con Trinity nè. Chân yếu tay mềm. Tay cầm dao. Không có súng. Không một viên đạn. Phải đi dí. Ôi dồi ôi bạn ơi, mạnh mẽ lên. Cái bọn có súng nó bắn bạn 55 đây, bạn không dí và đi dí cái thằng cầm dao. Ôi giời ơi, còn đâu là dụng khí con người. Ôi giời, sao lại nhảy mít nhờ. Ôi giời. Đâm ạ. Đồ con mua mày! Đồ con mua đang cho! Đang cho mặt cho tao! Đồ con mua nhà mày! Đồ con mua nhà mày! Bố nhớ mặt mày rồi nhá! Ôi! Bố xin! Bố mày xin nhá! Đợt quả súng bao ngon! MG3! Còn Ultimate Gold! Đồ đi! Bố còn có đạn không? Đồ đi! nhìn nhau cười. làm xe nô luôn này. Quên cái chuyện với anh đi nha, anh có súng rồi nha. Mấy thằng quỷ ăn cái giấy phụ nữ chân yếu tay mềm như thế này thì chết rồi sao mà sống được đó. Mừng của bà bắn lên đam như thế này
Bố ai chịu nổi. Đấy đấy đấy, cứ thế này mẹ bố ai chịu nổi nhở. Ôi giời, chết đâu này. Ôi giời. Chết này. Đó 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 đó. Lúc có súng thì lại không ai lên. Ôi quỳ ta. Tôi nghe tiếng chân mà tôi không thấy nó. Nãy dí tao, hồi nãy dí tao. Trong trường cái tờ dí tao. Thanh niên chạy, thanh niên trốn à. Trốn với chạy, trốn chạy với anh à. Rồi rồi. Ba con phò hero đâu rồi. Đúng rồi. Băng phò mắm tôm rồi. Đúng rồi. Cái điệp mẹ trốn đây à. Trốn mà được với anh à. Trốn mà được với anh à. Trốn mà được với anh à. Anh ăn luôn. Anh xin nhá. Rồi à, thì đây sẽ là dáng cuối mà mình chơi. Mong rằng anh em nếu mà thích clip á, thì có thể like và share clip cho mình. Đồng thời nếu mà anh em thích nữa thì có thể tương tác với mình qua link Facebook mình để dưới một description á. Thì sếp này là sếp Mỹ nha, nếu mà anh em Việt Nam có coi á thì lưu ý giùm cái. Ôi ôi ôi, sao không để tao ăn nhờ chúng mày. Ôi ôi, rớt. Ôi nó không chém luôn. Hòm tiếp tế là của anh. Chúng mày sao lại giành với anh chi nhỉ. Đấy, chúng mày có súng hết rồi, chúng mày giành với anh làm gì. Đấy, cho anh mày bắn với chứ. Ôi mày thích à, mày thích à. Anh cho anh này là hết sống. Trời, còn nó thay đạn kìa. Tết năm sau cũng chưa xong nữa. Súng gì mà mở quá. Trời ơi, cái tâm của nó giật bằng cái mâm luôn. Trời ơi. À, mình lại thích cái MP5 hơn. Anh sẽ cover em bằng hết con chim của anh. Rồi, mình cảm ơn. Bạn kết hợp quá là nhiệt tình. Mình chưa có tiền để trả tiền cát xe nha, bạn thông cảm. Một đống. Không ai chết nữa à. Ôi, sao nó chém được tôi hay nhờ. Ôi nó đi chặn đầu quá. Trời ơi, sống anh em không nỡ lòng nào. Ui, mày không chạy là mày xác định mày với anh rồi. Ôi giời, chạy cho cố rồi cũng đưa cho cái đầu cho chém thì thôi chứ. Mày chết mày đi. Mày chết đi. Chết đi. Không chết à. Ui da. Ui da. Rồi có gì tạm biệt anh em nha. Anh em nhớ xem clip, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Mỹ. Năm cuối năm nay thì mình sẽ về Việt Nam để đi du lịch. Nói tiếng du lịch về nói thiệt ra thì mình về để thăm một nửa kia của mình. Mình không ngóng chờ cuối năm nay lâu lắm rồi, đến từng ngày từng phút từng giây từng giờ. Hơi lố. Ôi không trúng nè, không trúng thì thôi. Ôi không trúng, không ném nữa đâu, còn một cái nè. Ui tao lau được con gà. Hòm đâu? Trời ơi, hòm tiếp tế ở tú bên kia. Tấn công của trời xanh. Ôi, được cái MP5. Thú hồn. Hãy đi tao. Mày dám dí bố mày à. Dí tao à.
chạy tiếp. Mình còn năng lực mình chạy mà. Rồi đây. Lại ra đinh gun à. Ê làm ghê à. Anh xin. Ô nó chơi mình mấy ngày liên tiếp luôn nè. Nè xuống đây anh em mình solo cái. Đó. Đó đứng chờ tôi chơi cho mất công gì biết. Khổ ông ghê. Cái đậu xanh ăn luôn rồi. Rồi tạm biệt anh em nha.